Những lỗi chết người khi anh em sử dụng cái hỏa lưới nha. Lộn thế, chết người hơi quá, mà gọi là những cái cực kỳ chú ý khi mà sử dụng hỏa lưới, mà ông nào cũng dính chưởng, không phải một mình mà anh em đâu, mà hầu như anh em nào mua về cũng bị dính chưởng. Những cái dòng hỏa lưới phổ thông nhất hiện nay là những dòng 2000 và dòng 1000. Cái lắp nhà dân và dòng sạc 45A thần thánh này, bản quốc tế anh em ạ. Đấy, anh em nhìn màn to chưa? Đấy là đều những lỗi này. Bây giờ lỗi cho anh em xem lỗi gì nhá. Đây, anh em nhìn lướt qua nhá. Bao giờ cũng bị lỗi tình trạng là chập chờn nguồn vào, đang chạy nóng mà nó bị ngắt đột ngột thì nhanh đi lắm, dàn công suất ở trong nó không tản nhiệt kịp anh em ạ. Là một là ảnh con ý, hai tiếp theo nữa là phần điện đầu vào chập chờn. Ở đây là hòa lưới là 1000, chạy áp 22 đến 65 thì mình sử dụng hệ 48 lithium nhá, chạy bình thường luôn anh ạ, chạy ngon luôn. Anh em nào thích mà ngò nhanh gọn nhẹ dễ sử dụng thì anh em có thể sử dụng phương án này, tức là dùng hòa lưới 1000 và lắp hệ 48 nhưng phải lithium nhá. Còn nếu mà lắp acquy nước thì là chết acquy ấy, nó không có mạch bảo vệ mà nó khóa lại là dính dính trưởng. Tiếp theo nữa, dòng này khi sử dụng anh em phải lắp cho mình thêm cái phần chính là xả tĩnh điện. Cái này thì nhiều anh em dính lắm rồi, không phải một mình anh em đâu, mà dòng này bắt buộc lắp xả tĩnh điện cho mình. Xả thì một là anh em lắp xả ở cái đầu phích cắm đây này, phích cắm này anh em nhé. Anh em ở đây xích cắm nó sẽ có 3 dây anh em ạ, thì là 2 dây nguồn vào và 1 dây xả tĩnh điện. Còn nếu không lắp như vậy thì anh em sẽ sử dụng cái đầu kẹp vào đây cho mình, kẹp vào cái ốc này ở thân máy này, sau đó anh em đấu sang để tiếp mát cho mình nhé. Bắt buộc phải tiếp mát riêng dòng này. Đấy, đặc điểm là đảm bảo độ bền nhiều nhất cho dòng này. Và tiếp theo nữa, một cái mà phải nói là lỗi chí mạng mà ông nào cũng dính chưởng, đó chính là tham anh em ạ. Ông nào cũng tham. Máy 1000 nhá, anh em chỉ để giới hạn 700 thôi. Ở đây anh em nhìn này, con này này, đây máy 1000 nhá. Máy 1000 này mình đang chạy ở mức 700 thôi, không chạy